chào đời. Mẹ yêu theo gương người trước trọn lời, đặt tên cho anh là quốc, đặt tên cho anh là nước, đặt tên cho người, đặt tình yêu nước vào nôi. Rồi anh nâng cao tổ quốc vào đời, tuổi xanh vươn trong lửa máu ngút trời. Việt Nam đang sôi sôi lòng nước, Việt Nam nung sôi sôi lòng quốc, Việt Nam đang đòi tự do hạnh phúc giống nòi. Anh quốc ơi, tuổi xuân như đóa hoa đời, nở trong mưa bão tươi bời, vẫn còn tươi như nước Việt ơi. Anh quốc ơi, đàn chim chim quốc tung trời, gọi nhau đêm rắm soi đời, có người vui nghĩ chuyện lâu dài. Anh quốc ơi, rồi anh đi theo đường đã vạch rồi, đường trên không gian ủ ấp hình hài, đời sinh ra ta là ta, đời đưa ta đi ta về đất, và anh đã về. Một chiều anh đã về quê, chiều nào anh đi làm kiếm người hùng, chiều nào thương ôi dụng cánh đại bàng, chiều nào anh đi anh về đất, chiều nào anh về nước, chiều nào huy hoàng bụi vàng bay khắp không gian. Anh quốc ơi, từ nay trong gió ra khơi, từ nay trên cánh mây trôi, có hồn anh trong cõi lòng tôi. Việt Nam ngày sáng muôn đời. Chúng tôi là Nam Lộc và Ngọc Đăng Thanh, xin trân trọng kính chào quý vị. Trước hết và trên tất cả, tôi xin được mạn phép đại diện cho Trung tâm Asia cùng toàn thể anh chị em nghệ sĩ kính gửi đến quý vị lòng biết ơn chân thành trước tình yêu bao la và sự quan tâm mà quý vị đã dành cho chúng tôi
từ suốt hơn một năm qua, kể từ ngày thu hình chương trình Asia số 77 và sau đó là sự ra đi của nhạc sĩ Anh Bằng, con chim đầu đàn của trung tâm Asia. Lòng cảm mến cộng với những lời khuyến khích và chia sẻ chân tình đã là động lực để cho chúng tôi vực dậy và tiến bước trên con đường phục vụ nghệ thuật cùng lý tưởng cao đẹp mà chúng ta đã sánh bước bên nhau trong cái cuộc hành trình để tranh đấu trong một nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân bản. Kính thưa quý vị, chính những động lực trên đã thúc đẩy Trung tâm Asia thực hiện chương trình ngày hôm nay, và đồng thời cũng là lý do mà chúng tôi chọn chủ đề tình yêu và thân phận. Tình yêu mà quý vị đã dành cho chúng tôi, và tình yêu mà chúng ta dành cho quê hương, một quê hương nhỏ bé nhưng là một đất nước hào hùng chưa bao giờ khuất phục ngoại xâm. Chúng ta hãy cùng đứng bên nhau một lòng để bảo vệ quê hương và tranh đấu cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi thân phận khổ đau của một trang sử buồn. Buồn như trong một câu hát của bài Huyền Sử Ca Cho Người Mang Tên Quốc mà nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác, Vũ Tôn Đức hòa âm, quý vị vừa thưởng thức qua giọng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Ông đã viết: Việt Nam chia đôi mảnh đất lạc loài. Vâng, thưa quý vị, đó là những bi thương mà đất nước chúng ta đã phải luôn gánh chịu. Nhưng dù phải sống lưu vong ở xứ người hay còn ở lại trong nước, người Việt chúng ta luôn cầu mong được đứng bên nhau trong tình yêu của mẹ Việt Nam. Và đó cũng chính là tâm sự của Lê Minh Bằng trong nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu sẽ được gửi đến quý vị sau đây qua giọng hát Thế Sơn cùng ban hợp xướng Ngàn Khơi và dàn nhạc giao hưởng Vietnamese Philharmonic qua sự điều khiển của nhạc trưởng Khánh Hồng cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Trúc Hồ. Trong tâm hồn mình người ơi, con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài, và hồn tôi mang vết thương chân áo. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu, bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ buồn gục đầu, nghẹn ngào cho non nước tôi trăm ngàn u sầu. Nhiều sóng gió trôi giạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thượng đế ơi hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình,
Nhà Việt Nam yêu dấu ơi, bao giờ thánh bình. Trịnh Hội xin trân trọng kính chào quý vị. Thưa quý vị, là có lẽ hôm nay quý vị thấy âm thanh tuyệt vời quá phải không quý vị ạ? Quá hay phải không ạ? Vậy thì quý vị cho một tràng pháo tay nữa đi ạ. Yeah, xin quý vị. Yeah, cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là dàn nhạc giao hưởng cũng như là ban hợp xướng Ngàn Khơi. Vâng, thưa với quý vị, thì với cái nhạc phẩm kế tiếp Bốn Ngã Đường Quê Hương thì nó làm cho Trịnh Hội nhớ đến những nẻo đường khác mà người Việt chúng ta đã phải đến, bắt đầu từ vào năm 54 khi đất nước chia đôi, và sau này là vào năm 75 khi hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi, mỗi người mỗi ngã. Trong đó có người nữ ca sĩ hôm nay sẽ trình bày nhạc phẩm này. Trịnh Hội vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên Trịnh Hội gặp chị ở trại tị nạn Palawan ở Phi Luật Tân. Và chị đã kể cho mọi người nghe ngày chị xa Sài Gòn như thế nào. Ngồi trên máy bay, chị đã thấy Sài Gòn xa dần, xa dần. Và chị biết rằng một đi là một lần vĩnh biệt. Trịnh Hội còn nhớ rằng là chị đã vừa hát, vừa khóc. Và những người Việt tị nạn lúc đó ngồi trên sàn nhà, trong căn phòng ọp ẹp của Trịnh Hội cũng khóc theo chị. Và người bạn gái út của Trịnh Hội không hiểu một chữ tiếng Việt cũng khóc theo chị. Có lẽ đó là một trong những cái kỷ niệm đẹp nhất giữa Trịnh Hội và chị. Một trong những người nghệ sĩ mà Trịnh Hội mến mộ nhất, không những từ tiếng hát của chị mà còn cả tấm lòng của chị luôn dành cho đất nước của mình. Và hôm nay Trịnh Hội rất hân hạnh được đứng trên sân khấu của Asia giới thiệu đến với quý vị nhạc phẩm Bốn Ngã Đường Quê Hương của Lê Minh Bằng, qua tiếng hát của một người chị, một người bạn của những người kém may mắn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho nữ danh ca Thanh Thúy. Thank you.
tròn phần tử thế kỷ. Non nước tôi ôi khúc rùa chia hai hướng đi. Non nước tôi tên gọi Việt Nam, chinh chiến mang thêm nhiều giang nam. Đồng hoang vắng cây héo khô bếp lạnh lửa tàn. Tôi đi từ Nam Quan lúc Nam Bắc chia dòng máu, băng qua dòng Hương Giang tới miền lúa thơm Cà Mau. Tìm nguồn vui mới tôi thề lên đường đi nối quê hương, hát khúc thanh bình với niềm tin ngày mai bao tình thương. Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ, tôi có mẹ vui với đời biển xanh ấm no, tôi có thân nhân ở bên đây, tôi có anh em ở bên kia. Dù Nam Bắc tôi vẫn mong nữa vì thánh mình. Vâng, kính thưa quý vị, the one and only nữ ca sĩ Thanh Thúy. Nếu chúng ta nhắm mắt lại chỉ để nghe tiếng nhạc cùng lời ca bằng tiếng Ý thì ít ai mà có thể nhận ra được rằng ca khúc sắp tới là một nhạc phẩm Việt Nam, bởi vì bài hát này nó có một phần nào âm điệu của nhạc cổ điển Tây Phương, vì nó đã được sáng tác ở Đông Âu vào năm 2000, đứng một mình giữa khung cảnh tráng lệ và cổ kính ở thành phố Prague, thủ đô tiệp khắc, nhìn sinh hoạt vui vẻ, náo nhiệt cùng cái đời sống tự do của người dân tại một quốc gia hậu cộng sản. Rồi chợt nghĩ đến thân phận mình, đồng bào mình, với cái cuộc sống lưu vong,
tình yêu quê hương chợt bùng lên và đã tạo cho tác giả, nhạc sĩ Trúc Hồ ý tưởng cùng cái sự rung động để hoàn thành nhạc phẩm mà quý vị sắp thừa được thưởng thức. Tác giả đã nhờ nữ ca sĩ Teresa Mai chuyển dịch sang tiếng Ý từ hơn 3 năm qua cho thích hợp với cái âm hưởng opera của bài hát. Và ca khúc này cũng đã được nhạc sĩ Anh Bằng soạn lời. Cả hai nhạc sĩ, một già, một trẻ, nhưng cùng mang chung tâm trạng hoài niệm về những hình ảnh của thời thơ ấu, chia sẻ nỗi khổ đau của một đất nước hoang tàn vì chinh chiến và xót thương cho thân phận của những con đường Việt Nam. Rồi những con đường Việt Nam ngày nay sẽ đưa đất nước chúng ta đi về đâu? Hỡi người bạn Đông Âu, quê hương tôi cũng đang chờ một mùa xuân. Và bây giờ, kính mời quý vị nghe lại nhạc phẩm Con đường Việt Nam qua hai giọng hát opera hiếm quý của nền tân nhạc Việt Nam bằng cả hai tiếng Ý và tiếng Việt với nữ ca sĩ Bích Vân cùng nữ ca sĩ Teresa Mai qua phần hòa âm của nhạc sĩ Mai Thanh Sơn. Đậm đà. Đã
tuoi occhi tristi e fuochi il fumo le lacrime che cor perdi il nostro villaggio. Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng và cũng được bảo trợ bởi công ty Lexer. Thưa quý vị, MC Bảo Châu. Bảo Châu xin trân trọng kính chào quý vị. Và thưa quý vị, từ những con đường đơn sơ, mộc mạc đó, những người Việt Nam ngày nay đã có mặt khắp nơi trên thế giới và đã đạt được rất nhiều thành quả trong lĩnh vực quốc tế. Ngày hôm nay, Trung tâm ISA xin trân trọng giới thiệu cùng với quý vị một vị khách rất là đặc biệt. Cô là một người phụ nữ đã gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh, công việc từ thiện. Cô tốt nghiệp trường đại học Harvard. Và trong năm nay, cô được trao giải Miss National Woman of Achievement. Ngày 5 tháng 4 năm 2016, cô được thành phố Frisco, Texas chọn một ngày để vinh danh cô. Đó là ngày Sâm Nguyễn Day. Và thưa quý vị, bây giờ Bảo Châu xin mời quý vị gặp gỡ Hoa hậu thành đạt Hợp Chủ quốc Hoa Kỳ, cô Di Ái Hồng Sâm. Trước tiên Hồng Sâm xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Asia 78, lời chào trân trọng nhất. Hồng Sâm có thể chia sẻ với quý vị sơ về cuộc thi của em vừa qua không? Dạ, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, là cái chương trình mà Hồng Sâm vừa tham gia thi vừa qua là một cái chương trình Hoa hậu thành đạt không liên quan gì nhiều tới sắc đẹp cả. Đây là sắc đẹp chỉ là một phần rất là nhỏ, còn cái chính là mình đã làm được gì, gặt hái gì trong cuộc đời của mình. Và mình đã cho lại đất nước này những cái gì và làm được những cái ích lợi gì cho xã hội. Và qua cái cuộc thi này thì Hồng Sâm đã đại diện cho tiểu bang Texas đi thi với 50 tiểu bang và đoạt cái giải này, cho nên Hồng Sâm rất là hân hạnh. Và đặc biệt là cảm ơn Trung tâm Asia đã mời Hồng Sâm đến ngày hôm nay. Cái quan trọng hơn nữa là quý vị biết là phụ nữ người Việt chúng ta ngày xưa giờ là cái câu cung dung ngôn hạnh là cái mà mình phải cần biết nhất, đó là một cái điểm son của người Việt. Nhưng khi mình đến tới Mỹ rồi thì bây giờ công dung ngôn hạnh Hồng Sâm đổi là công danh ngôn hạnh, có nghĩa là mình có thể làm được và thành công hơn cho nước Mỹ, phải không quý vị? Phải không các chị? Vâng, và cho nên vì cái lý do đó Hồng Sâm lại rất là hãnh diện hơn nữa, là tự vì mình được thắng cái giải này, mình là người phụ nữ Việt Nam và hy vọng rằng trong tương lai thì rất nhiều chị em phụ nữ của chúng ta ngoài công dung ngôn hạnh nội trợ, chúng ta cũng có thể có một cái chỗ đứng trong xã hội rất nhiều và nhiều nữa. Được biết là em là ngoài cái công việc mà em quản lý và kinh doanh cái công ty Skin Science thì Hồng Sâm rất là mê ca hát, có đúng không? Dạ đúng chị, nói chung là Hồng Sâm sinh ra và lớn lên trong gia đình rất là nghệ sĩ. Ngoài ngành y ra thì là nghệ sĩ và Hồng Sâm là một trong những tay trống trong gia đình đó quý vị. Cho nên qua vì cái lý do đó mà Hồng Sâm lúc nào cũng hỗ trợ cho những chương trình ca nhạc, đam mê nghệ thuật rất là nhiều. Và ngày hôm nay Hồng Sâm đến đây cũng giống như là cho phép được đại diện tất cả các khán giả đang xem chương trình, gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Asia đã tạo những món ăn tinh cần rất hay, rất tốt cho người Việt chúng ta tại hải ngoại. Một lần nữa một tràng pháo tay cho Trung tâm Asia. Và bà Châu cảm ơn em rất là nhiều đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và Trung tâm Asia có một món quà nho nhỏ tặng cho em từ một bạch mã hoàng tử đẹp nhất của Trung tâm. Xin mời bạch mã hoàng tử trình hội.
Cảm ơn chị nội và cảm ơn ông Sâm. Và thưa quý vị, khi nói về xứ Huế thì mọi người chúng ta ai cũng cảm thấy lâng lâng một chút gì đó lãng mạn, hiu hắt, cô đơn. Và còn những cơn mưa xứ Huế thì ai mà chẳng chạnh lòng. Mưa từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, mưa rã rích kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Nhìn mưa mà chúng ta rất là buồn. Nhìn dòng sông Hương nhảy nhịp lững lờ khi cơn mưa đổ xuống, như là hình ảnh của những cô gái Huế, ngoài thì lặng lặng u uất nhưng mà trong thì cuồn cuộn nồng nàn. Mưa xứ Huế làm cho mây trời tỏa sương khói màu ảm đạm, như là những mối tình biệt ly. Qua màn mưa thì mọi người chúng ta đều cảm thấy phảng phất hình ảnh của những người yêu nhau, xa nhau, nhớ nhau. Và thưa quý vị, nhạc phẩm Mưa trên phố Huế, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và tôn nữ Thụy Khương. Xin được nhắc ở đây, tôn nữ Thụy Khương là một nghệ danh khác của nhóm Lê Minh Bằng, tức là gồm có ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và anh Bằng. Và nhạc phẩm này sẽ được gửi đến quý vị ngày hôm nay qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh cùng với vần hòa âm của nhạc sĩ Trúc Hồ. Thank you.
mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Dương xin thân ái kính chào tất cả quý khán giả của Trung tâm Asia. Hello everybody. Kính thưa quý vị, là trong năm vừa qua thì nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại bị mất đi một người nhạc sĩ tài hoa, đó là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Sau một thời gian chịu đựng căn bệnh viêm phổi suy tim, ông đã qua đời vào ngày 14 tháng 4 2016. Hưởng thọ 77 tuổi. Tên thật của ông là Nguyễn Đình Ánh. Ông là tác giả của những nhạc phẩm lừng danh như Buồn ơi chào mi, Đêm nay ai đưa em về, Cô đơn và Không. Ông đã từng chia sẻ là nghệ danh của ông là do người yêu đầu tiên đặt cho. Ông có nói trong một cuộc phỏng vấn là khi tôi viết những nhạc phẩm đầu tiên lấy tên là Nguyễn Đình Ánh thì bị dài quá, mà nếu mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên của vua Gia Long. Bởi vậy cho nên cô ấy bảo rằng là Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm của người phương Đông là số may mắn. Mà bởi vậy cho nên là tôi đã lấy nghệ danh là Nguyễn Ánh Chín. Ngày hôm nay với phần hòa âm thật là mới mẻ của Sĩ Đan, chúng ta sẽ nghe lại nhạc phẩm Không. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Không qua phần trình bày thật sống động của Sĩ Đan và Đoàn Phi. Yeah.
còn yêu em nữa không? Không, không, không. Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Tôi là Mai Phi Long, xin trân trọng kính chào quý khán giả. Bài hát vừa rồi thưa quý vị, không tôi không còn yêu em nữa. Những người đàn anh của tôi thì nói như thế này: những người nào càng nói không thì người đó lại càng yêu nhiều hơn. Chỉ cần người kia ngoắc tay một cái là mình sẽ chạy theo người đó trở lại. Quý vị có đồng ý như vậy hay không? Thưa quý vị, qua cái chuyện đó chúng ta thấy tình yêu luôn luôn là cái điều mà gây tranh cãi, luôn luôn lúc nào cũng làm cái chuyện huyền bí đối với con người. Mặc dù trong bất kỳ ai trong chúng ta, trong cuộc đời của mình cũng một lần trải qua cái hiện tượng này. Tuy nhiên, mỗi một người chúng ta lại có nhiều những cái kinh nghiệm khác nhau trong cái chuyện tình yêu. Có người thì tìm được đỉnh cao hạnh phúc, nhưng mà cũng có người thì lại thở dài nói rằng là thôi, thà mình đừng có yêu cho xong. Bởi vậy, có một nhà thơ tiền chiến nói như thế này: làm sao định nghĩa được tình yêu? Nhưng mà cũng chính ông, nhà thơ Xuân Diệu, ông lại nài nỉ là mau với chứ, vội vàng đi với chứ, em ơi, tình non đã già rồi. Các quý vị thấy, ngày xưa các cụ cũng là hối hả trong tình yêu, thế mà cứ chắc chúng tôi là chúng mày là yêu cuồng sống vội. Nhưng mà thưa quý vị, tình yêu là một cái nỗi niềm khắc khoải của con người. Bởi thế có một nhạc sĩ đã vì đau khổ tình yêu, ông đã kết tiếng là yêu là thêm thương đau, xót xa lệ tình khôn lau. Và cái sự đau khổ đó đến mức ông cũng phải thốt lên là hồn tàn hơi bút giá, khi mùa xuân qua úa phai đời ta. Đau khổ là thế. Thưa quý vị, tuy nhiên người nhạc sĩ này cũng khuyên mọi người rằng đó cũng chỉ là hành trang cuộc đời. Và ông ta nhắn nhủ: cố nhân ơi, giận hờn chi nhau. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Yêu của cố nhạc sĩ Văn Phụng qua phần hòa âm của nhạc sĩ Vũ Tiến Đức với tiếng hát Y Phương. Lòng bâng khuâng nhớ hay thương, một chiều thu vương gió êm đưa xào xạc che thư lá rơi 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 tả tơi. Yêu là tình dâng cao trang theo. Cố nhân ơi, giận hờn chi nhau. Yêu là tim thương đau với xót xa lệ tình
thoáng lưu những trang thư là hành trang theo cố nhân ơi dẫn hờn chi nhau yêu là tim thương là tim thương đau với xót xa lệ tình khốn lâu biết nói sao những khi âu sầu những khi u nhiều tâm tư quý vị. Ca khúc kế tiếp lâu nay vẫn có những nghi vấn về tác giả đích thực của nó. Nhưng hôm nay xin kính cẩn không đề cập nói đến chuyện đó mà chỉ nói về bài hát tuyệt đẹp ấy. Một nhà văn người Đức có viết rằng càng đi đến nhiều nơi thì người ta lại càng nhớ về cái nơi mà người ta bỏ lại. Ca khúc sau đây đã nói lên điều đó. Mặc dù người nhạc sĩ và nhà văn kia người Đức kia không bao giờ gặp nhau, nói chi là trao đổi những suy nghĩ với nhau. Thưa quý vị, Huế không phải chỉ là một địa danh, một thành phố. Nó là một không gian, một nơi chốn mà một lần tới là sẽ vĩnh viễn ở lại với nó mãi mãi. Người ta có thể đem một người ra khỏi Huế, nhưng sẽ không bao giờ đem Huế ra khỏi người đó được. Càng xa nó thì người ta lại càng nhớ tới Huế. Và bài hát được viết mấy chục năm về trước, khi mà những người con của Huế chưa phải sống cuộc đời phiêu bạt. Bài hát không nói rõ là viết về Huế, nhưng vẫn có Huế ở trong. Mời quý vị nghe Thương về miền Trung qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Băng Tâm cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Trúc Sinh. Không về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thủy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bến ngự đẹp trăng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hồ ngoài vân lâu chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi. Rồi vắng lành lòng trai đi ngang phương.
khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi người còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Vắng lành lòng trải đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi người còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người ơi, còn thông reo chiều tôi vẫn còn thương. Vâng. Cảm ơn quý vị nhiều. Thưa quý vị, để trở lại với chương trình thì Trịnh Hội muốn giới thiệu đến với quý vị một trong những nhạc sĩ trẻ đang làm việc và sinh sống ở trong nước. Đó là nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thưa quý vị, anh từng là thành viên trong ban giám khảo của chương trình Việt Nam Idol. Và anh cũng là tác giả của những bài hát rất là nổi tiếng như là Sống Tình hoặc là Trả Nợ Tình Xa. Nhưng có lẽ quý vị cũng như Trịnh Hội đồng ý rằng hiện nay rất ít nghệ sĩ Việt Nam trong nước dám lên tiếng trong cái bối cảnh đất nước chúng ta liên quan đến những vấn đề chính trị xã hội. Tuy nhiên, nhạc sĩ Tuấn Khanh lại là một trong những nhạc sĩ rất ít, một trong rất ít nhóm nghệ sĩ Việt Nam dám lên tiếng và đặt vấn đề như Hoàng Sa, Trường Sa và gần đây nhất là việc bị ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cho đến hôm nay, hàng triệu ngư dân vẫn không biết họ sẽ được đền bù như thế nào. Và công ty Formosa của Đài Loan vẫn tiếp tục hoạt động trên đất nước của mình. Anh đã dám lên tiếng và không những thế, những bài viết của anh trên blog của anh là Tuấn Khanh's blog hoặc là Facebook cá nhân của anh có hàng chục ngàn người like hoặc share. Và như trong phần giới thiệu riêng về bản thân của mình trên trang Facebook cá nhân của anh đã dùng câu nói bất hủ của thuyết gia Albert Camus người Pháp. Đó là câu "Without freedom, no art." Mà hôm nay Trịnh Hội xin tạm dịch là "Nếu không có tự do thì sẽ không bao giờ có nghệ thuật." Hôm nay, Trung tâm Asia và Trịnh Hội rất hân hạnh giới thiệu đến với quý vị một trong những nhạc phẩm mới nhất của anh mang một cái tên rất đặc biệt là Hãy Gấp Trang Báo, Hãy Tắt TV. Trong 4 phút tới, Trịnh Hội rất mong quý vị sẽ cố gắng nghe từng lời ca, từng câu chữ và nhất là thông điệp mà anh muốn gửi đến với tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Qua nhạc phẩm Hãy Gấp Trang Báo, Hãy Tắt TV,
qua phần hòa âm của nhạc sĩ Mai Thanh Sơn. Trình Hội xin mời quý vị thưởng thức phần tứ ca của bốn nam ca sĩ Mai Thanh Sơn, Đoàn Phi, Nguyên Khang và Quốc Khanh. Này được gọi tên là thiên đường, tôi cũng thấy những bóng tôi phủ vây trên từng phố phường, và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để gắn huân chương, và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy đất quê mình bị sâu xé từ bốn phương. Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do, và tôi cũng thấy đời ngư dân ra khơi trong phiền lo. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Hãy gấp trang báo, hãy tắt tivi để thấy quanh ta chỉ là những trò hề. Mở mắt đi nhé, hãy lắng tai nghe. Việt Nam ngôi sao bóng muộn màng, Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mai sau. Hãy cất trang báo, hãy tắt tivi để thấy quanh ta chỉ là những bóng mì. Mở mắt đi nhé, hãy lắng tai nghe. Quê hương Việt Nam ngôi sao bóng muộn màng, Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mai sau. Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy người yêu nước tôi đang khóc trước bão cường, và tôi thấy kẻ thù nào đang muốn bóp chết quê hương, và tôi cũng thấy con tim mình như thúc giục lên đường. Việt Nam, Việt Nam và Việt Nam. Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy đất quê mình bị sâu xé từ bốn phương. Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do, và tôi cũng thấy đời ngư dân ra khơi trong phiền lo. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Hãy gấp trang báo, hãy tắt tivi để thấy quanh ta chỉ là những trò hề. Mở mắt đi nhé, hãy lắng tai nghe. Quê hương Việt Nam ngôi sao bóng muộn màng, Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mai sau. Hãy gấp trang báo,
được nghe những nhạc phẩm như nhạc phẩm vừa rồi thì làm cho Thùy Dương cảm thấy mình lại càng may mắn hơn là mình được làm việc với trung tâm Asia, một trung tâm lúc nào cũng mang tiếng nói đến cho những người mà không nói được và lúc nào cũng mong muốn và nhìn đến một tương lai cho Việt Nam của chúng ta với tràn đầy tự do và hạnh phúc cho người dân. Thưa quý vị, Tuổi Biết Buồn là bài hát được soạn chung giữa nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Ngọc Chánh cho cuốn phim Trường Tôi được phát hành vào năm 1973. Và cũng vào năm đó, lúc phong trào nhạc trẻ lên cao, thì nhạc sĩ Phạm Duy đã cùng với ca sĩ Thanh Lan và nhạc sĩ Ngọc Chánh đi tham dự Đại hội âm nhạc quốc tế Yamaha tại Tokyo, Nhật Bản. Và bản nhạc Tuổi Biết Buồn được lọt vào vòng chung kết Finalist của Yamaha International Pop Music Festival. Nữ ca sĩ Thanh Lan đã trình bày bài Tuổi Biết Buồn tại Budokan Hall, thành phố Tokyo trước 10.000 khán giả với ban nhạc Nhật gồm 100 nhạc công và chương trình được phát hình live trên đài truyền hình NHK. Sau đại nhạc hội này thì Thanh Lan đã được hãng đĩa Victor mời ở lại Nhật để thâu hai bài hát bằng tiếng Nhật mà Thùy Dương xin nói tên Anno Hio Kasanada, tạm dịch là Đừng Phá Vỡ Ân Tình, và Yumemiru, tức là bài Tuổi Mộng Mơ của nhạc sĩ Phạm Duy. Có thể nói là Thanh Lan là ca sĩ thành công nhất với nhạc phẩm Tuổi Biết Buồn. Khi nghe bài hát này thì chúng ta đều nhớ về một thuở hồn nhiên mộng mơ, thuở Biết Buồn mà Thùy Dương tin chắc rằng là ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua, phải không quý vị? Vâng, hôm nay Asia xin gợi lại một thời mộng mơ với Thanh Lan trong Tuổi Biết Buồn, hòa âm bởi sĩ Đan. Thùy Dương xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nữ danh ca Thanh Lan. Buổi sáng mưa rơi, mưa đã cuốn mây về dĩ vãng xa vời. Ôi những bước chân chim có nhớ vườn hồng, nhớ khung cửa sông và còn nhớ tới em không? Buồn đã tới rồi. Một chiều tím trên sông làm cho úa vàng từng mong ước tươi hồng. Ôi những chú nai thơ công chúa rừng già, nơi hoàng đường xa cửa đã khép ngăn em về. Chơi đuổi nhau dưới bóng hàng cây, nấu nướng hay nhảy dây, vòng chơi cuốn theo tuổi say. Nụ hoa dắt trên đầu tặng nhau đứng bên cầu, ai ngờ dòng đời đang cuốn thì chờ đến cơn vui. Bàn chân âu thời dần mạnh bước chân đời, mang di vãng trong tay trên quãng đường dài, lưu vật còn đây rồi còn tiếc thơ ngây hồn.
một buổi tối không trăng, tình len len vào cửa mơ lớn tim nàng. Ôi những phút say sưa, những phút dịu dàng, yêu người mà sao lòng còn mãi mãi băn khoăn. Buồn đã tới rồi, cả một trắng đêm khơi, tình đã hoen màu vàng cả tóc mây ngời. Ôi những mối dây tơ đã rối mù rồi, hoàn tình mở rộng lưới sang bao người. Nhớ lúc vai kề vai dìu nhau đi giữa hàng dương, thấy bóng soi hồ trong dừng chân dưới gốc đồi thấm, nụ hôn lúc ban đầu thân tiên dẫn ta vào, ai ngờ cuộc tình tan vỡ mau. Buồn đã biết rồi, từ thuở biết thương yêu, tình sẽ lớn dần và buồn xa thương đi trong cõi tình dài. Ôi tuổi buồn ơi, tuổi còn mãi theo ta hoài. Ôi tuổi buồn ơi, tuổi còn mãi theo ta hoài. Người ta vẫn thường dùng chữ tuổi biết buồn để nói về cái tuổi đôi mươi, phải không quý vị? Nhưng đối với tôi thì lại khác. Kể từ ngày tôi về hưu đến giờ, tôi mới biết thế nào là tuổi biết buồn. Thành ra, ông bà nào mà có chỗ nào vui vui nhớ rủ tôi đi nhé. Dạ vâng, kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe một bài hát rất là quen thuộc của những người đã từng cầm súng chiến đấu. Bài hát bắt đầu với hai câu như sau: mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày, qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá. Mới thoạt nghe hai câu đầu tiên của bài hát này thì chắc người ta có thể tưởng rằng đây là một bài tình ca viết cho tình yêu của đôi lứa, vì có cái câu là anh sẽ đưa em. Nhưng không, thưa quý vị, đây là một trong những ca khúc mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã sáng tác cho thân phận của những người lính Việt Nam Cộng Hòa cùng gia đình và vợ con của họ. Là một nhạc sĩ quân đội trong thời chinh chiến, Trầm Tử Thiêng luôn luôn bước song hành với các chiến hữu của mình qua âm nhạc, và ông đã sáng tác nhiều nhạc phẩm ngợi ca tinh thần chiến đấu cùng cái sức chịu đựng kiên trì của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, như câu hát tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm yên thở khói, đứa bé nhìn cha đang chở giặc dưới dao thông hào. Vâng, thưa quý vị, còn hình ảnh nào xác thật hơn, lời viết nào trung thực hơn để diễn tả cuộc sống gian truân của những người lính cùng vợ con của họ ngay tại địa đầu dưới tuyến. Những bé thơ mon men bên dao thông hào nhìn cha cầm súng chở giặc. Chính vì thế mà trong kho tàng cao quý của nền âm nhạc Việt Nam trước 1975, chúng ta đã có được một bài hát nỉ non mang nhiều ý nghĩa của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Đó là nhạc phẩm Đưa Em Vào Hạ, đã được nhạc sĩ Trúc Sinh hòa âm. Và thưa quý vị, sẽ do ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn trình bày gửi đến quý vị sau đây.
đưa em rời phố chờ đôi ngày qua miền xa, mà nghe rừng thiêng gọi là tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói. Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào, tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lờ sông bồi. Bạn bè em giờ đây người sương người gió, chỉ cả chót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ. Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biển chưa về. Quê hương đau nắng hạ cũng buồn, nước sông ngăn đôi sơn hà. Còn gì em, còn gì đâu. Mùa hạ qua mau đi nữa đi anh, chỉ con đường quê hương mịt mùng, thương những chiều nắng rọi bờ sông. Giấc ngủ trên ngàn em nằm mê mà nghe niềm tâm sự dẻo, chăm họ ước mơ mở mái nhà chiều khơi lửa ấm. Lửa tuổi tròn 20 tìm lại những đêm ân tình. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em bồng khắp cả hy trường, nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ. Chén tiền chén đưa cho ra rời một đêm hẹn ước, rực áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù. Thương em đi gót nhẹ chân mềm, bước trên quê hương điều tàn, lặng nhìn em bồi hồi thêm. Dù hạ qua mau con đường quê hương buồn mềm, thương những người giết giặc ngày đêm, thương những người giết giặc ngày có rất là nhiều quý vị còn nhớ khoảng thập niên 90 thì cái nhạc ngoại quốc lời Việt rất là thịnh hành, và trong cái làng âm nhạc đó thì có một ca sĩ tỏa sáng, anh đã cho ra đời rất là nhiều top hit. Tuy nhiên những năm gần đây thì anh lại chuyển sang làm một việc khác, làm việc xã hội, và anh trở thành một doanh nhân rất là thành công. Ngày hôm nay Lâm Quỳnh rất là hân hạnh được giới thiệu anh đến với quý khán giả, và anh là title sponsor tối nay cho chương trình Thu Hình Asia số 78. Xin mời quý vị chào đón nam ca sĩ Johnny Dũng.
Sơn Dũng xin được hân hạnh mến chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình đặc biệt live show DVD 78 của Trung tâm Asia. Và anh xin mến chào Ô Kiệt Long Quỳnh. Sao anh đứng xa vậy? Đứng gần lại chút xíu. Bao nhiêu năm chưa nhìn em, thấy em càng ngày càng đẹp. Cảm ơn anh Johnny rất nhiều. Mà đẹp mà tại sao mà anh đứng xa như vậy, Lâm Quỳnh cũng không hiểu nữa. Em chắc là tại lại. Vì dạ. Kính thưa quý vị, như là Lâm Quỳnh có giới thiệu hồi nãy thì anh đổi nghề. Và khi trở thành CEO President của J.Lotus, hình như thế em biết rằng là cũng hơn 3 năm rưỡi rồi phải không anh? Không biết rằng là thực sự anh đã quen với công việc mới chưa? Và anh suy nghĩ như thế nào về cái sự lựa chọn này? Câu hỏi cũng hóc búa lắm. Lâm Quỳnh biết không? Và kính thưa quý vị, thật sự ra thì gần 23 năm Johnny Dũng ca hát trên sân khấu cũng đã quen rất là nhiều với tiếng vỗ tay, với ánh đèn, với cái sự thương yêu của quý vị qua những bài video mà mình trình diễn với Trung tâm Asia, rồi Thâu Băng v.v. Bỗng dưng bây giờ trong vòng mấy năm nay mình lại đổi sang một chiều hướng phục vụ cho xã hội, cho quý vị với chăm sóc sức khỏe và làn da. Thì cái khó khăn này thật sự là khó. Những lúc ngủ dậy là cứ nhớ tới có phải cuối tuần này mình bay đi hát hay không, rồi mình cứ chuẩn bị cái tập thể dục để mà cứ luyện giọng để mà chuẩn bị cho cái video sắp tới. Nhưng mà có lẽ vì công việc quá bận rộn với cái đam mê mới cho nên cái nỗi nhớ đó nó hơi nguôi một tí. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy thì hôm nay đứng trên sân khấu của Trung tâm Asia, quý vị nghĩ sao nếu như mà mình bắt anh Johnny Dũng hát một câu cho chúng ta nghe? Yes. Hát đi anh. Bây giờ là không có thâu nè, không có băng nhạc nào, mà cứ hát một câu được không thưa quý vị? Một câu. Cảm ơn quý vị, đây là một nhạc phẩm mà cho Dũng còn nhớ của nhạc sĩ Nhật Trường, được mang tên bài Yêu. Xin quý vị cùng nghe. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu, dù yêu là mơ mà đâu biết nhiều. Được chưa? Vâng, kính thưa quý vị, Lâm Quỳnh, cảm ơn anh rất là nhiều đến đây ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã bảo trợ cho chương trình. Vậy thì dự định sắp tới của anh là gì? Trước hết, cho Lê Dũng xin được chân thành gửi lời cảm tạ đến tất cả các quý vị đã ủng hộ cho Lotus by Johnny Dũng, giao phó cái niềm tin này, và đặc biệt là quý vị đã ủng hộ cho Trung tâm Asia, là một nơi mà Johnny Dũng nghĩ rất là tuyệt vời, bởi vì Trung tâm Asia duy trì được nền văn hóa truyền thống cũng như là tiếng nói của người Việt Nam tại hải ngoại, và đồng thời tiếng nói của những người không có tiếng nói. Đó là một nơi mà Johnny Dũng rất là vinh dự để được làm người bảo trợ ngày hôm nay. Và dự định trong tương lai, vì sự niềm tin và những gì thương yêu của quý vị đặt cho Johnny Dũng, Johnny Dũng ước mơ cái niềm thương, cái sự ủng hộ đó lúc nào cũng còn mãi. Và Johnny Dũng hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn cho cái đam mê này càng ngày càng tốt hơn nữa, để mang đến tất cả những gì tuyệt vời nhất để chăm sóc cho sức khỏe và làn da của quý vị. Vâng, kính thưa, cảm ơn anh Johnny Dũng rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì Asia cũng có một cái món quà nho nhỏ để gửi tặng đến anh. Và cảm ơn anh đã là title sponsor cho Trung tâm Asia. Cảm ơn Lâm Quỳnh và quý vị khán giả. Cảm ơn Trung tâm Asia. Cảm ơn Thùy Dương. Lâm Quỳnh nói là món quà nhỏ mà sao cái bó hoa to quá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Lâm Quỳnh trở lại với sân khấu của Trung tâm Asia. Và khi mà Lâm Quỳnh được nhạc sĩ Trúc Hồ giao cho nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng, thì Lâm Quỳnh vừa vui mà vừa sợ. Vui vì biết rằng là mình sẽ được giới thiệu một nhạc sĩ tài hoa, nhưng sợ là nghĩ rằng trong một phút thì không biết mình có thể nói hết được những cái tình cảm mà mình đã dành cho bác Anh Bằng của gia đình. Trong cái căn nhà nhỏ của Lâm Quỳnh thì tràn ngập hình ảnh của bác Anh Bằng, thủ bút của ông với dòng chữ mộc mạc. Thôi đừng khen anh Bằng nữa, khen nhiều quá, phải góp ý với anh Bằng đi chứ. Dòng chữ được Lâm Quỳnh trao trang trọng ở trên tường. Và mỗi lần mà khi nghe câu "Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu", thì Lâm Quỳnh lại nhớ đến cái nụ cười phúc hậu của bác ngượng ngùng. Và bác có nói với Lâm Quỳnh rằng là bác viết vậy thôi chứ hồi đó bác chưa có dám yêu.
Long Quỳnh không biết rằng là bác nói thật hay là thấy mình yêu sớm quá nên mắc cỡ. Nhưng mà riêng đối với Long Quỳnh khẳng định rằng mình đã yêu dòng nhạc của anh Bằng rất sớm. Và khi mà Long Quỳnh thất tình thì cũng như hàng triệu người yêu âm nhạc Việt Nam phải nức nở một câu: đời việc gì đến sẽ đến, riêng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên. Kính thưa quý vị, Lâm Quỳnh sẽ không bao giờ quên được cái tối hôm đó khi vừa thâu xong chương trình nhạc thì phát toàn những nhạc phẩm của anh Bằng. Và kết thúc chương trình, Lâm Quỳnh có nói một cái câu là chúc cho bác sớm được bình phục. Chồng của Lâm Quỳnh có đưa cho Lâm Quỳnh một cái mẫu nhắn của Johnny là cháu của bác anh Bằng. Tell Orchid my grandpa passed away. Dòng chữ có nhòa đi và dù trước đó... Lâm Quỳnh biết là bác bệnh đã khá lâu, nhưng mà Lâm Quỳnh vẫn có hy vọng là những cái câu như những cái câu văn của nhà văn Mai Thảo: bệnh ở trong người là bệnh bạn, và bệnh ở lâu dài thành bệnh thân. Nhưng mà Lâm Quỳnh vẫn chưa chuẩn bị được cho cái tin nhắn là bệnh bạn đã ra đi cùng với nhạc sĩ anh Bằng, ra đi vĩnh viễn. Tuy nhiên, nhạc sĩ anh Bằng đã ra đi, Lâm Quỳnh tin chắc rằng đối với dòng nhạc của anh Bằng, với tấm lòng của anh Bằng, sẽ không ai trong chúng ta bạc bẽo đành lòng quên. Hôm nay, một lần nữa, chúng ta hãy cùng bước vào cõi nhạc anh Bằng qua một nhạc phẩm ông viết cho quê hương, đất nước, bài Núi Lửa Đấu Tranh do sĩ Đan hòa âm, qua phần trình bày hợp ca của Hoàng Thục Linh, Y Phương, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn, Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến, Thế Sơn cùng ban hợp xướng Ngàn Khơi. Tiến lên ngày mới, nơi dây ẩn tình, đôi lửa đấu tranh, đôi lửa đấu tranh.
trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, khi nói về người Việt tị nạn, không ít ai có thể quên được hai chữ thuyền nhân, vì chúng ta ít nhiều đều có liên quan tới hai từ này. Diệu Quyên cũng là một phần đã từng trải qua những ngày sóng gió trên biển, để rồi thấy rằng mình quả thật là rất may mắn khi còn sống sót, và cái giá phải trả cho hai chữ tự do thật là quá sức tưởng tượng của mình. Kết hợp với chủ đề ngày hôm nay, tình yêu và thân phận, trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Quyên sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm nói lên tâm trạng của thuyền nhân đã chợt thấy mình có một tia sáng lóe lên giữa niềm tuyệt vọng khi mà chính phủ Phi Luật Tân cho thành lập làng Việt Nam tại Palawan 20 năm về trước, để họ có chỗ được tạm dung thay vì bị cưỡng bách hồi hương. Cảm hứng từ sự kiện này, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên là một nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam. Ông đã viết nên ca khúc Bất Hủ, có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, như là một lời nói, một lời cảm ơn đối với Phi Luật Tân. Và nhân đây thì cũng cho phép Diệu Quyên xin được nói một chút về người nhạc sĩ này. Ông chính là người đã hướng dẫn và dìu dắt nhạc sĩ Trúc Hồ khi mà anh mới đặt chân đến nước Mỹ. Và trong khi đó thì gia đình của Trúc Hồ vẫn còn kẹt tại Việt Nam. Rồi sau này thì cũng chính nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ông cũng là người đưa Trúc Hồ đi hỏi vợ. Và từ đó Diệu Quyên Trúc Hồ nên duyên. Thì kính thưa quý vị, có nhạc sĩ Trầm Tử Thiên không những là một người anh mà còn là một người cha đối với nhạc sĩ Trúc Hồ. Cho nên Diệu Quyên xin được rất vinh dự giới thiệu nhạc phẩm này của ông trong chương trình ngày hôm nay. Xin cứ mời quý vị cùng với chúng tôi thưởng thức nhạc phẩm Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng, sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên do Trúc Hồ hòa âm, qua phần trình bày của hai giọng ca vàng 2011 Hoàng Anh Thư và giọng ca vàng 2012 Vương Dung cùng với ban hợp xướng Ngàn Khơi. Một vòng tay vừa mới mở ra, cứu anh em những đời mạt vận, đường mở đi càng bước càng xa. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, 20 năm tưởng đã vàng phai. Có em tôi nuốt từng giọt lệ, ngậm oán khiên đợi mãi một ngày. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu người. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, làng Việt Nam đang xây thêm bên ngoài Việt Nam. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu người. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, lời cầu kinh vừa có người nghe. Trái tim ơi đất trời lòng lộng, chờ đêm đêm biển hát tình ca. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, bao sinh linh nhận phép giải oan. Xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ, tạ ơn trên người vẫn thương. Có tin vui giữa
giờ tuyệt vọng, một vòng tay vừa mới mở ra, cứu anh em những đời mạt vận. Đường mơ đi càng bước càng xa, có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. 20 năm tường đã vàng phai, có em tôi nuốt từng giọt lệ, ngập oan khiên đợi mãi một ngày. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu người. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, làng Việt Nam đang xây thêm bên ngoài Việt Nam. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu đường nào trắc trở, gồ ghề và vướng mắc như là con đường tình. Cuộc sống lứa đôi là một cuộc sống phải có sự hy sinh, bao dung, yêu thương và tha thứ. Vì vậy, để vượt qua được những thử thách thì bà Châu nghĩ rằng cả hai người đều cũng phải hiểu một điều, mà điều này không có gì là cao xa hay là sâu sắc, mà nó rất là nhỏ nhoi và đời thường. Đó là sự hối lỗi và tha thứ. Anh xin lỗi em yêu, em xin lỗi anh yêu, hay là I'm sorry my love. Và thưa quý vị, I'm sorry my love là một tình khúc rất là lạ và là một sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ. Tuy là một bài hát lạ nhưng lại là một câu nói rất là quen thuộc, rất là nhỏ nhoi, rất là đời thường nhưng mà đầy sức mạnh, mà hầu như tất cả những người yêu nhau đều phải thốt ra một lần ở trong đời, và có khi là thốt ra rất là nhiều lần như là Bảo Châu, thưa quý vị. Và để biết thêm, nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác và hòa âm ca khúc I'm Sorry My Love trong trường hợp nào, thì xin quý mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Dã rời xa nhau nửa đời, ánh mắt đôi môi thẫn thờ trao nhau phút đầu yêu nhau đậm sâu. Tạ lỗi cùng em, tạ lỗi sao ngấn lệ, tình đến
mãi là yêu nhau dã rời, xa nhau nửa đời. Ánh mắt đôi môi thẫn thờ trao nhau phút đầu, yêu nhau đậm sâu. Tạ lỗi cùng em, tạ lỗi cùng em. Tình em cho anh ngỡ ngàng, cho em lỡ làng, đêm sâu ngấn lệ. Vừa rồi quý vị cũng nghe giọng hát của Nguyên Khang và tiếng đàn của tác giả nhạc sĩ Trúc Hồ. Quý vị có đồng ý là một người phải có cái tội gì mới nói cái câu I'm sorry phải không ạ? Vâng. Mà nếu đúng như các cụ ngày xưa chúng ta có câu thường nói là một sợi tóc là một cái tội. Và cái câu nói đó nếu quý vị nào mà cũng có mái tóc giống ông nhạc trưởng Khánh Hồng này thì chắc là sẽ không bao giờ phải nói câu I'm sorry cả. Anh nói gì ạ? Ông bảo tôi cũng vậy thôi. Thưa anh, tôi cũng còn lai rai ba sợi cho nên thỉnh thoảng vẫn phải nói câu I'm sorry. Vâng, thưa quý vị, hầu như bất cứ một cái bản tình ca nào cũng đều được khởi đầu bằng những rung động trung thực của trái tim. Và tình khúc mà quý vị sắp sửa thưởng thức cũng ở trong hoàn cảnh đó. Nàng là một ca sĩ nổi tiếng rất sớm. Năm 16 tuổi, trong lúc trình diễn bản Giọt Mưa Thu do có lời yêu cầu của một vị khán giả, thì chợt nghĩ đến mẹ già của mình đang đau nặng ở trong bệnh viện, cho nên nàng đã phải hát trong nước mắt. Và chính những giọt nước mắt đó, những cái giọt lệ đó đã là cái niềm xúc động để cho cái người khách yêu cầu, đồng thời ông cũng là một nhạc sĩ chưa ai biết đến tên tuổi, và ông đã sáng tác ra một nhạc phẩm mang tên Giọt Lệ của nàng. Và chàng đã thầm lén trao gửi cho cái cô ca sĩ nói nổi tiếng vừa rồi đó cái bài hát này. Và trong một cái đoạn hồi ký về sau này thì chàng nhạc sĩ đó đã kể lại như sau: suốt cả gần một tuần lễ, tôi cứ hồi hộp theo dõi nàng mỗi đêm, đón từng ánh mắt của nàng xuống, nhìn xuống khán giả để xem nàng có nhìn tôi hay không. Nhưng không, tôi hy vọng và mong mỏi, nhưng rồi thì mỗi lần nhìn xuống thì nàng nhìn chung chung, nhìn tất cả mọi người để gây cảm tình. Mãi cho đến 2 tuần sau, khi tôi sắp tuyệt vọng rồi đó, thì và cứ mòn mỏi đợi chờ, thì trong một cái đêm kia, khi bước lên cái bục diễn, dàn nhạc vừa dạo khúc mở đầu thì nàng đã đưa tay ra dấu cho ban nhạc tạm ngưng, và nàng nói vài lời như sau: thưa quý vị, đêm nay Thúy sẽ trình bày một tác phẩm mới của một nhạc sĩ rất lạ. Ông đã tặng cho Thúy đó là nhạc phẩm Ướt Mi
của Trịnh Công Sơn. Hy vọng rằng sẽ có sự hiện diện của tác giả ở đây đêm nay để Thúy được nói những lời cảm ơn. Vâng thưa quý vị, câu chuyện được khởi đầu và chấm dứt đẹp như huyền thoại và là một kỷ niệm để đời trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Thanh Thúy và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với một trong những sáng tác đầu tay của ông. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây tình khúc Ướt Mi qua phần hòa âm của Mai Thanh Sơn và được trình bày bởi nữ ca sĩ Thiên Kim. Còn mưa trong đêm nay, lòng em buồn biết mấy. Trời sao chưa thôi mưa, đêm mắt người em ấy. Từ đây thôi mờ, nước mắt buồn mi. Giật giữa đêm về nghe nào nề, mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt mi. Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng.
ai. Còn buồn khi lá rớt rơi trong một buổi đông. Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một buổi đông. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khởi đầu sự nghiệp sáng tác bằng những bản tình ca tuyệt vời, nhẹ nhàng, lãng mạn như Ướt Mi, Diễm Xưa, Biển Nhớ hoặc Nhìn Những Mùa Thu Đi, vân vân. Nhưng con người đa cảm trong tâm hồn của một người nhạc sĩ yêu hòa bình, sợ chiến tranh đã mau chóng đưa ông vào khuynh hướng sáng tác để viết ra những bài hát diễn tả thân phận của một quê hương luôn phải chìm đắm trong nỗi khổ đau vì chinh chiến. Thưa quý vị, hai ca khúc mà ông sáng tác sau đây sẽ nói rõ hơn về con người cùng phản ảnh tâm trạng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong thời gian đó. Bản Đại Bác Du Đêm nói về sự tàn phá của chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Còn nhạc phẩm Hát Trên Những Xác Người là hình ảnh trung thực mà ông đã chứng kiến khi Cộng sản tàn sát đồng bào ở Huế trong đợt tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Kính mời quý vị nghe lại hai ca khúc trên qua phần hòa âm và phần trình bày của nam ca nhạc sĩ Mai Thanh Sơn. Về thành phố, người phu quét đường dừng trôi đứng nghe. Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy. Đại bác qua đây con thơ buồn tối, nửa đêm sang chói bỏ trâu trên núi. Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng trôi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình, hầm chú tan hoang ngôi da thịt vàng. Từng đêm trong sáng là mắt quê hương. Xác người nằm trôi sông với trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co. Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giao đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu. Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày. Việt Nam ơi, xác thêm ơi cho đất ngày mai. Đường đi tới dù trong gai, thì quanh đây đã có
dội về thành phố, người phu quét đường rừng trôi đứng nghe. Đại bác đêm đêm ru ra tiệm vàng, đại bác nghe quen như câu dạo buồn, trẻ con chưa lớn để thấy quê hương. Xác nào là em tôi dưới hố hầm này, trong những vùng lửa cháy, bên những vòng ngủ khoai. Xác nào là em tôi, xác nào là em tôi, xác nào là em. Cõi đời này đó là biết đau, biết khổ, biết buồn, biết sầu, biết hận. Mặc dù biết như vậy, nhưng mà toàn nhân loại trên hành tinh này đều phải vướng vào và không thoát khỏi. Thì Bảo Châu đố quý vị đó là cái gì? Dạ đúng rồi, đó là tình yêu quý vị. Rất là hay. Vì vậy quý vị hãy tự cho mình một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, nhưng mà thưa quý vị, dĩ nhiên nói đi thì cũng phải nói lại là cũng có những mối tình bất tử, bất diệt, sống đời ở kiếp với nhau. Nhưng mà oái oăm thay, những cuộc tình giang dở thì lại là những cuộc tình tuyệt đẹp. Thì những nhạc sĩ, những nhà thơ, nhà văn cũng đã ca ngợi và tôn vinh những cái cuộc tình nghiệt ngã như thế. À, quý vị có biết những cái bài hát hoặc là câu thơ nào mà nói về điều này không? Thí dụ như là tình chỉ đẹp. Quý vị có nhớ hai câu đó không? Quý vị đọc hai câu đó đi. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Đúng rồi thưa quý vị hay lắm. Thì hai nhạc sĩ Phạm Duy và Ngọc Chánh cũng không ngoại lệ. Họ đã miêu tả một tình yêu tuyệt đẹp, tuyệt vời trong bi thương và nước mắt qua nhạc phẩm Yêu là chết trong lòng. Và nhạc phẩm này sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Khúc đoạn trường, làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương. Từ khi tôi mới yêu người đó, tình yêu thơm ngát như lời hứa. Cuộc tình ngây thơ chúng tôi say mộng say mơ. Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ nặng sầu. Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ xa nhau. Dù tôi không muốn tin là hết, tình yêu như lá theo mùa trên. Cuộc tình năm xưa sẽ tan sau một cơn mưa. Người tình ơi, yêu đương là trở nên mong. Yêu đương là chết trong lòng. Yêu đương là khối sầu thương. Người tình là giấc mơ tàn. Làm sao tôi biết yêu đương ở cõi địa đàng? Làm sao tôi biết yêu đương là mối say oan? Từ khi tôi biết yêu là thế, tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé của
cuộc tình ra đi sẽ đem theo cả say mê. Dù có nguyện cầu, người cho tôi biết yêu nhau là vẫn thương đau. Dù cho tôi biết quên người cũ, tình yêu chắp cánh theo ngọn gió. Lòng người đông đưa vết thương mối tình xa xưa. Người tình ơi, yêu đương là trở nên mong, yêu đương là chết trong lòng, là khối sầu thương. Người tình ơi, yêu đương là tiếng than van, yêu đương là nát cung đàn, yêu đương là giấc mơ tàn. Người tình ơi, yêu đương là trở nên mong, yêu đương là chết trong lòng, yêu đương là khối sầu thương. Hoàng hôn, mặt nước, tiếng sóng, tiếng gió cùng với vạt nắng yếu ớt của một buổi chiều là những yếu tố cần thiết cho một bản nhạc hay là cho một bài thơ. Người yêu nhạc sẽ có thể tìm thấy đầy đủ những thứ đó trong ca khúc sau đây. Một ca khúc mà phần nhạc phải được coi như là một tác phẩm ngang hàng với những tấu khúc cổ điển Tây Phương. Theo lời nhận xét của Steve Vadis, một nhạc sĩ dân ca Hoa Kỳ khi nghe bài hát này lần đầu tiên. Thưa quý vị, nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác nhạc phẩm này chiều về trên sông trong thời gian nào cũng không nhớ, nhưng chỉ biết rằng những bài hát của ông thường không có tuổi và những gửi gắm của ông cũng không còn của riêng ông nữa. Hãy cất tiếng ca cho đời thêm buồn, hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo. Ca khúc này đã được nhạc sĩ Trúc Sinh hòa âm và sẽ được một giọng hát vượt qua bao thử thách để khẳng định cho vị trí cũng như nghệ thuật trình diễn của mình. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Diễm Liên. Dòng sông cứu lòng như một cơn ước mong ơi chiều về đâu ơi, hàng cây gỗ rong nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều. Buồn tôi không vì sao bỗng dưng theo đò ngang quá xa thương chiều, bởi vì thương nhiều nên nhớ tình yêu, bởi vì đời còn nhiều khi là mong
sao chị thu oán, hãy cất tiếng ca cho đời thêm buồn, hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo. Chiều buông trên dòng sông cuốn mau, thương đời thương lẫn nhau trong chiều về đây. Bọt bèo muôn khắp nơi, vui buồn cho có đôi không nhiều. Ngày mai sông về quên mến yêu, cho trùng dương cũng theo hương chiều. Bể sâu không chiều và một buổi tiệc âm nhạc thật tuyệt vời, phải không quý vị? Xin một tràng pháo tay thật lớn cho dàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ và nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng. Thưa quý vị, tiết mục sau đây là một trong số những nhạc phẩm rất hiếm hoi được sáng tác từ thế kỷ 19, nhưng sang đến thế kỷ 20 và đến cả thế kỷ 21 ngày hôm nay vẫn còn hào hứng và được tán thưởng, cho dù thính giả không phải là giới thưởng ngoạn nhạc cổ điển hay các loại nhạc xưa. Nhưng mà hầu như khi nghe nhạc phẩm này thì giới sành điệu đã thấy đôi chân của mình muốn bay nhảy. Nhạc phẩm nổi tiếng đến mức được xem như là quốc ca thứ hai của nước Áo. Mỗi năm khi dàn nhạc giao hưởng của thành phố Viên tổ chức đêm buổi diễn hòa nhạc chào mừng năm mới truyền thống thì luôn luôn kết thúc bằng nhạc phẩm này. Nghe tới đây không biết quý vị có đoán ra được cái nhạc phẩm này là nhạc phẩm gì chưa? Thôi bây giờ tôi hé lộ một tí xíu. Trong nguyên tác tiếng Đức, nó là Anders Sjöden Braun Donau.
nghe hiểu chết liền. Trong lời Việt thì nhạc sĩ Phạm Duy dịch là Dòng Sông Xanh. Thưa quý vị, giai điệu của Dòng Sông Xanh mang đầy chất lãng mạn, bay bổng, cùng với tiết nhịp van vô cùng dồn dập cho đến lúc cuối cùng đã làm say mê toàn thế giới. Nhưng có một điều mà có lẽ nhiều người không biết là cái ngày đầu tiên mà nhạc phẩm này được trình ra trước công chúng Áo thì người Áo họ chê cười và chế giễu nhạc phẩm này, là bởi vì ông nhạc sĩ Johann Strauss đã viết bài này dựa trên lời thơ của một giới chức cảnh sát. Nhưng 3 tháng sau, ngày 28 tháng 5 năm 1867, là vì thiếu dàn đồng ca, cho nên Johann Strauss khi trình diễn ở tại Paris đã trình diễn không cần dàn đồng ca và chỉ với nhạc mà thôi. Và ngày hôm đó, ông nhận được tới 20 tiếng bass liên tục và Johann Strauss đã phải điều khiển dàn nhạc hát diễn đi, diễn lại 20 lần. Và thưa quý vị, đó là sức hấp dẫn của bài Dòng Sông Xanh. Và xin mời quý khán thính giả lắng nghe nhịp điệu vals của bài Dòng Sông Xanh với tiếng hát Hoàng Kim. Ta xong về sông rào dài đi hát tặng
dòng sông mây kim, một dòng trời sang xuyên, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng nhớ quay về miền đời lũ quy mô. Hoàng Kim hát mà Lâm Quỳnh muốn đứt hơi luôn đó quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, tính đến ngày từ trần năm 1991 tại miền Nam Cali thì số ca khúc để lại cho đời của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương là 73 tác phẩm. Đó là một số lượng không nhiều, nhưng mỗi ca khúc của họ Phạm giống như là một hạt ngọc quý của nền tân nhạc Việt Nam. Khởi đi từ thời tiền chiến tới những năm tháng tị nạn tại Hoa Kỳ, thế giới ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương mở đến những chân trời mà không phải nhạc sĩ nào cũng có thể đạt tới. Từ những bước chân đầu tiên đến với giai điệu khi ông mới chỉ tròn 16 tuổi là những ca khúc rực rỡ, bình minh viết về tuổi trẻ, như các ca khúc Sáng Rừng, Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng, Hò Leo Núi, qua tới những ca khúc phản ảnh trung thực những thân phận mà ít được nhiều nhạc sĩ để ý như Tiếng Dân Chài, Xóm Đêm hay Lá Thư Người Chiến Sĩ vân vân. Người nhạc sĩ tài hoa của chúng ta còn cống hiến cho đời những tình khúc mà hầu hết đi ra từ chính những lầm than gập ghềnh đời sống của ông, như các ca khúc Nửa Hồn Thương Đau, Mắt Buồn Khi Cuộc Tình Đã Chết, mà tiêu biểu hơn cả vẫn là ca khúc Người Đi Qua Đời Tôi, phổ từ bài thơ tựa đề Thơ Cũ Của Nàng của nhà văn thi sĩ Trần Dạ Từ. Lâm Quỳnh rất là may mắn khi được tiếp xúc và gần gũi với gia đình của thi sĩ Trần Dạ Từ. Và khi mình quá gần gũi và quá yêu mến ông như một ông bố trong nhà, thì Lâm Quỳnh quên mất đó là người đã cho ra đời Người Đi Qua Đời Tôi, Thơ Cũ Của Nàng, năm ông chỉ có 18 tuổi. Mấy ông thi sĩ của mình yêu sớm lắm, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, Lâm Quỳnh trân trọng kính mời quý vị hãy đón nhận và trân quý sự tài hoa của Trần Dạ Từ và Phạm Đình Chương qua ca khúc Người Đi Qua Đời Tôi với tiếng hát của Lâm Thúy Vân cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Mai Thanh Sơn. Trong những chiều đông sầu, mưa mù lên mấy vai, gió mù lê mấy trời, người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt, vàng xưa đầy sâu chân, đen tối vùng lãng quên. Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng, và ai qua đời tôi chiều ấm vang ngàn sông. Quên.
và ai qua đời tôi chiều ấm vang ngàn sóng. Đêm tối đêm người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người mưa nào lên mấy vai gió nào lên mấy trời người đi qua đời tôi